Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết, tàu quốc tế Manship Five, quốc tịch Manta, trên hành trình du ngoạn Đông Nam Á đã cập cảng SPBSA, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đưa 2.370 du khách đến Việt Nam du lịch. Đây là tàu du lịch quốc tế đầu tiên sông đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm Quý Mão 2023, với 95% du khách trên tàu là người Đức. Tiếp đón đoàn du khách quốc tế bằng tàu biển sông đất đầu năm mới Quý Mão 2023, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tặng hoa, lì xì may mắn cho những du khách đầu tiên đặt chân xuống cảng SPBSA và đại diện tàu Mainstream Five, đồng thời chúc tất cả có những trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch đầu xuân tại Việt Nam. Trong số 2.370 du khách quốc tế của tàu Mainstream Five, có khoảng 1.800 người sẽ theo các tour ngắn hạn trong ngày tham quan thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh miền Tây. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, du khách sẽ tham quan chợ Bà Rịa, làng nấu rượu Hòa Long, biển Vũng Tàu, hồ Mây Bắc. 570 du khách còn lại sẽ du lịch tự túc. Tôi rất là vui khi lần đầu tiên đến Việt Nam trên chuyến tàu này, đặc biệt là trong ngày đầu xuân này. Tôi nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là khung cảnh và thời tiết rất là đẹp. Tôi rất cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Việt Nam. Tôi rất là hồi hộp trong chuyến du lịch và mong chờ về những điều tốt đẹp về thành phố của chúng ta. Tàu Mainstream Five dài 295m, rộng 35m, có thể chở 2.700 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu chuyên khai thác tour du lịch Đông Nam Á theo hải trình Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan. Tính từ cuối tháng 12 năm 2022 đến nay, tàu Mainstream Five đã 4 lần đến Việt Nam và đều dừng chân tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Theo lịch trình, 19 giờ tối hôm nay, tàu sẽ khởi hành, tiếp tục chuyến hành trình đến Thái Lan. Du khách tàu biển đa phần là khách hàng sang có mức chi tiêu cao, nên nằm trong chiến lược thu hút của ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cảng biển, nhiều danh lam thắng cảnh, dịch vụ tốt, cùng sự phục hồi của luồng khách du lịch quốc tế. Dự kiến năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đón khoảng 26 tàu du lịch quốc tế với hơn 57.000 du khách từ các nước Mỹ, Bermuda, Bahamas, Manta cập cảng. Hiện nay Sở Du lịch thì chúng tôi tập trung hai cái nội dung, đó là chúng ta tập trung để quảng bá các cái sản phẩm cho cái khách du lịch quốc tế. Và thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái chương trình xúc tiến quảng bá tại các cái thị trường tiềm năng mà chúng tôi cũng đã vạch ra. Năm nay thì chúng tôi là trong cái chương trình xúc tiến du lịch thì có một cái mục riêng, đó là sẽ tổ chức cái chương trình xúc tiến quảng bá cho cái thị trường khách tàu biển mà những năm trước thì chúng ta chưa có. Và năm nay thì trong chương trình xúc tiến để tham mưu ủy ban tỉnh thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình này.